Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở một cái khu vực, đây là cái khu vực lăng của vị chúa cuối cùng của đời nhà Nguyễn, lăng Trường Thiệu, và ở xa đó các bạn này. Còn ở đây cũng mình thấy cũng có một cái phế tích lăng nữa, toàn là cái chữ Hán Nôm, mình không biết lăng của ai. Thì lăng Trường Thiệu này mình thấy khá là dễ tìm so với những cái lăng lúc trước mình quay các bạn. Nó nằm sát bên lăng Trường Cơ mình từng quay đó, là vị chúa đầu tiên. Thì vị chúa đầu tiên bởi vị chúa cuối cùng nằm rất là gần nhau, chỉ cách đâu đó khoảng 50 mét thôi. Thì đây là cái khu vực ba con trồng tam này, trồng cao su. Bây giờ thì cũng khoảng 5:30 chiều rồi các bạn, mặt trời sắp cũng xuống núi rồi. Và khu vực đấy ít người nên cũng khá là âm u. Để mình vào quay cũng nhanh chóng để các bạn xem được khu vực này kẻo trời tối. Phía đấy thì toàn là trồng tam của ba con các bạn này. Thì đấy cũng là vị chúa cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn các bạn. Nó 9 chúa thì mình đã quay hết 8 chúa trước rồi. Bạn nào chưa xem thì mình vào kênh mình xem lại. Đây là vị chúa cuối cùng luôn, trong tổng 9 chúa. Và sau đó là triều đại của quân Quang Trung và quân Tây Sơn là đã đánh vào và kết thúc đi cái triều đại chúa của Trung Nguyễn. Rồi, ở đây là khu vực trước lăng các bạn này. Mình thấy khu vực trước lăng này có một cái bãi đất trống. Và chắc mình nghĩ ở đây sẽ là trồng những cây cối gì đó của bà con. Ở đây có thể trồng đậu, trồng rau vân vân. Bà con cũng tận dụng thôi, tại khu vực này cũng không được khai thác du lịch hay là quá nhiều người tới tham quan. Thì bây giờ là trước cổng lăng các bạn này. Đây cũng có một cái tấm bia được lập vào năm 2004 cho tất cả 9 cái bia mà mình từng quay đó. Ở đây có ghi là lăng Trường Thiệu, Đức Duệ Tông Hiệu Đình Hoàng Đế, tên Huy là Nguyễn Phúc Thuần. Ông sinh năm 1754 và mất năm 1777. Thời gian trị vì cũng khá là ngắn. Thì quan sát tổng thể một chút về toàn lăng thì mình thấy lăng này chưa được trùng tu nha các bạn. Đây phần cổng lăng này, những cái chữ hay là những cái hoa văn tất cả đều bị thời gian bào mòn. Trên còn mọc rất là nhiều cái cỏ, cái cây, và cái đường đi lên thì không còn luôn các bạn này, gần như là sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn là nền phế tích cũ. Và quay một chút về cái bức tường xung quanh thì các bạn thấy đây, đây là những bức tường đá gạch vôi vừa thì bị xuống cấp rồi các bạn này, xuống cấp rất là nhiều rồi. Mình nghĩ thì khu vực này cũng sẽ sớm được trùng tu thôi. Đó, ở đây thì có một cái mảng tường sụp xuống rồi. Thì cũng có một số lăng của chúa mình thấy chưa được trùng tu, nhưng mình nghĩ sớm sẽ được trùng tu lại. Và những cái kiến trúc lăng của các chúa gần như là giống nhau. Ở đây sau mình sẽ tiến vào bên trong khu lăng này thì không có cổng để mà khóa lại nha các bạn, đây cũng rất là dễ vào. Và đây trước mặt các bạn là một bức bình phong, đó trên tường là có những cái vết như là súng đạn hay gì đó mình không biết, chỉ bị lục lỗ chỗ lỗ chỗ lục chỗ rất là nhiều và tường cũng bị sức mẻ hết đó. Phía bên đây mình thấy cũng có những cái phế tích như là kiểu cái chậu cấy để mà trồng cấy các bạn. Khu vực này là có mọc rất là nhiều luôn, trên tường cũng có những cái lỗ rất là lớn sụp đổ hết đó, các bạn có thể thấy những cái tường này sụp đổ hết rồi. Đây là phía bên trong các bạn, cỏ mọc rất là nhiều. Và đây là phía sau của bức bình phong thì tất cả những cái hoa văn cũng bị bao mòn hết, không có nhìn rõ nữa. Khi chúa Nguyễn Phúc Khoáng mất, ông để lại di chiếu nhường ngôi cho công tử thứ hai là Nguyễn Phúc Luân, năm ấy 33 tuổi.
Tuy nhiên, do biết Phúc Luân là người thông minh, quyết đoán, khó lấn quyền được, nên quyền thần Trương Phúc Loan đã lập mưu bắt giam Nguyễn Phúc Luân và tôn Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa, xưng hiệu là Định Vương. Đến năm 1774, cả hai phía Tây Sơn và chúa Trịnh đều đem quân đánh nhà Nguyễn, nêu khẩu hiệu trừ Trương Thúc Loan lập Hoàng Tôn Dương. Chiến tranh loạn lạc xảy ra, đất Thuần Hóa vốn trù phú mà trở thành ra sơ sát, ngoài đường nhiều người chết đói. Nguyễn Phúc Thuần lúc đó phải chạy vào Nam Bộ. Đại quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, cả thủy cả bộ đánh vào gia đình nhiều lần. Định Vương bị bắt trong một trận đánh tháng 9 năm 1777 và bị quân Tây Sơn giết chết. Định Vương chết khi mới 23 tuổi, ông chưa có con trai nối dõi. Đó, thì mình sẽ vào phía bên trong để các bạn xem thử khu vực bên trong này như thế nào. Thì đây là cái trước cái hương án các bạn này. Đây, trước cái hương án, và mình thấy cái khu vực hương án này cũng bị xuống cấp rất là nhiều. Ở trên cũng có một cây bạc nhang, có dĩa và có bình hoa. Tuy nhiên những cái tường ở đây các bạn này là gạch đổ ra hết, cỏ mọc xung quanh rất là nhiều. Tường báo thì cái khu vực tường bên trong nó cũng giống như khu vực tường bên ngoài, là bị hư hỏng khá là nhiều rồi. Đó, gạch nó cũng đổ xuống luôn các bạn này, gạch để sụp đổ. Những cái kiến trúc này không còn cái nào là gọi là còn nguyên vẹn hết. Đó, kể cả tường báo phía trong, phía ngoài cũng vậy. Và đây, đây là cái lăng của ngài. Lăng cũng có hai lớp hình chữ nhật chung lên nhau. Tuy nhiên mình thấy cái lăng này có một cái điểm là gần như cái hương án nó gần bằng cái lăng các bạn. Mình thấy kiến trúc này khá là khác với những cái lăng khác. Thường là cái lăng nó sẽ thấp xuống một chút. Đó, thì đây là những cái mảng về xi măng vôi vữa bê tông gì đây bị tông tróc lên rồi. Đó, lo cả gạch ra các kiểu bị nứt nẻ rất là nhiều. Đây, phía sau thì bức bình phong này mình thấy con để lại một cái dấu tích nhỏ về hình hài của một cái đầu rồng nhìn từ phía chính diện các bạn. Đó. Đó, bạn nào bạn nhìn kỹ, mình nhìn kỹ mình mơ tưởng ra được không? Đó, đây là hình chính diện của một con rồng mất đi gần hết rồi các bạn, chỉ có hai bên là có những cái hoa văn nhỏ như là cái râu của rồng này, rồi một ít cái thân của rồng này, có khảm mà mình nghĩ là khảm xanh sử ở đây. Đó. Và những cái hoa văn mây thì vẫn còn. Đó. Ở đây cũng có khảm xanh sử như là dưới chân và móng của con rồng. Đó. Thì ở đây chắc chắn lúc trước là mặt của một con rồng nhìn từ phía chính diện rồi. Đó. Trên tường thì lụm lộ chỗ rất là nhiều, có cây mọc. À, đây cũng là cái thời đại mà chấm dứt đi cái thời chúa Nguyễn các bạn. À, nên mình tổng kết lại tất cả những cái đời chúa Nguyễn là những cái lăng của các chúa thì ở cũng không xa nhau lắm, ở cũng khá là gần nhau. Tuy nhiên những cái lăng là rất là khó là tìm. À, một số cái lăng ở đường rất là xa xôi, thậm chí còn không có đường vào nữa. Và lăng cũng không có nét gì đó đặc sắc quá là nhiều so với những cái lăng của vua nhà Nguyễn sau này. Tuy nhiên chính chúa của đời nhà Nguyễn đã để lại một di sản cực kỳ là lớn luôn. Đó là quá trình mở mang lãnh thổ từ đời chúa Nguyễn Hoàng vào, mở rộng đất từ khu vực Huế, Quảng Nam cho đến sau này những cái chúa sau này mở rộng gần như là hầu hết cái vùng đất của Việt Nam hiện tại bây giờ. Và những cái chúa cũng xây dựng hải quân, thủy quân, vân vân để khẳng định được cái chủ quyền của Việt Nam là cả ở trên bộ cũng như ở trên biển. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. À, quan trọng nhất là những cái di sản của các chúa để lại trong cái thời đại này, chứ không phải là những cái lăng tẩm hay là đền đài quá là đặc sắc, quá là đẹp đâu. À, thì bây giờ mình cũng sẽ thắp hương cho ngài. Và mình hy vọng là cái khu lăng này nằm sát bên cái khu của chùa Nguyễn Hoàng cũng sẽ được
trùng tu. Đó. Và cũng sẽ có những cái người biết đến đến đấy để mà thắp hương, cũng như là mình tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử của các đời chủ nguyện. À, như vậy thì mình cùng các bạn cũng vừa tham quan và biết thêm về lịch sử của lăng vị chúa cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. À, mình đã quay hết tất cả những cái lăng của chúa Nguyễn, tổng cộng là 9 vị, và mình cũng còn tiếp tục quay thêm nhiều cái di tích cũng như là những cái ẩm thực của Huế nữa. Nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.